chị sẽ cho phát triển lên. Chị sẽ cho cái sân khấu này mới lên nha. Đúng rồi, đúng rồi. Thiệt á, thiệt á, ngoài một nửa của tôi với ca về hò, chị còn cái nào khác không? Chị càng ngày càng xuống, chị nghĩ... Hả? Chị nghĩ vậy là dễ thương đó hả? Em ơi! Sao? Bây giờ chị đọc rap đi. Đọc rap chị đọc rap đi. Đọc rap đi. Quốc luôn sợ chị gì? Chị nhả đi nha. Cái gì? Xì lô mô tiếp hả? Nè nè nè, bà định nói nè, bắt cho bà điệu xì lô mô tiếp không? Em đọc rap. Em đọc rap chị. Ok, em đọc rap chị Phụng nhảy đúng không? Đúng rồi. Đánh cái... Ây chết mẹ. Bữa nay là lần đầu tiên mà chưa bao giờ có luôn. Đánh cây tông mà, chị Phụng hay kêu đánh á. Rồi đánh đi ba, đánh đi. Rồi đại. Rồi đại đi anh. Thi ra đọc rap cho chị Phụng nhảy. Tiếp cô hay là cái gì đó đi. Nhanh. Tết nô rồi đó, tiếp cô đập một hai ba đập lên. Càng tung đập lên. Vô ok anh ơi. Tăng lên anh ơi. Ô kìa ai như con pháo, con bát năm ở... Em không chấp nhận cái điều nhảy đó nha. Chị nhảy hay chị đi cầu vậy? Cái đó chị tụng. Thì chị phải làm gì nè? Trời ơi, mấy người nhảy rap mà ta chạy đó. Đúng rồi, từ từ. Trời ơi, trời. Phải như vậy không tốt? Đúng rồi. Ta nhảy rap thì nhảy đúng rồi, chứ chị nghĩ chị nhảy sao đâu, chị chỉ chị Phụng đi. Chị nhảy đúng rồi. Đúng rồi. Ok, okay. Say. Không kêu su mát con này mới được su lên đây su su lên đây nè. Phong cảnh người ta đang hữu tình, bà bứt cỏ bà vô đây bà bỏ cái này nè, bà bứt cỏ bà bỏ không có cái này, nó xanh tươi là một tay nhờ bả mà. Ok bà đi, cái này là chị rất là nhân văn rồi, chị làm lợi cái nhân văn không, mày đàng hoàng ta chưa diễn tả xong mày chặt kia rồi, nhạc lên anh trai, 3, 2, 1 vô. Bà nội, ê, đi vô tôi cho tờ giấy báo, đi vô, ngoài sao có làm cái cầu cá dồ, đi vô. Mà thấy cái bà nhảy, mà tao nghe một cháu lòng vậy rồi. Đều nhảy cho đỏ, trò số đi quý vị ơi. Lấy trò số quý vị ơi, lên xe đây. Xe. Rồi, như đang còn một giấy cuối tay luôn quý vị ơi. Một giấy cuối tay luôn nha quý vị nha. Số gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Số ơi kìa, nó còn ở đây nha. Con số nó còn ở đây kìa. Đi vô trong đi bà nội. Trời ơi là trời. Ủa là trời. Ủa là trời đang hát mà còn đau bụng. Con có rớt vậy đây, con hôi quá vậy. Ừ, con lỡ. Lên anh ơi, lên xe nè. Số gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, số gì đây, mấy gì đây. Đi ngồi chua sao con ghé đây ghé lại làm xem. Nơi đây từng đêm có đồng lô tô tụi em vui hả. Hôm nay chúng em đây vui là cả hát hay hay. Dù có đi nơi nào cũng được về đây. Có đồng lô tô 31 dù 31, 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 cô mát về muôn thích
phương Nam. Năm 18, năm 18, năm 18, năm 18, năm 18. Mùi gì đây, mùi gì ra, mùi gì đây, mùi gì ra, mùi gì đây. An Giang có lòng xuyên mặn mà, ai đi châu Đốc nhớ cái hoa dĩa bà. Về tình đi nhớ thương em Hà Tiên, chiều trên đồng cũng xanh áo và ba em biểu hiện. Hốt nốt ơi nhắn ai đôi câu, người dân chưa mới tăng cho có thương sinh đợi chờ. Nếu có về quê hương đất miền Tây, nhớ thương dòng người em tôi nuôi ta còn 18. Còn 18, còn 18. Còn 18, còn 18, còn 18. Mây chị ra, mây chị ra, mây chị ra, mây chị ra. Trời ghét cây làm chi qua kiếp có đây. Trời ơi! Mây chị làm chi như vậy khoai làm. Con ta đôi ta con mèo. Con cách nơi nào ôi đau 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 thấu chân nhưng còn đau. Ôi đau 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 thấu chân nhưng còn đau. Đài đo chi kiếp người à đặt ca. 28 mấy thì đây con số gì đây số gì đây à số gì đây ai ta quên những cái qua thăm người miền Tây yêu dấu. Sao chị gia đình quê tôi tiếng chào nghe dễ thương tàu nợ bòn ơi người dân Khmer có điều lầm thôn ngắn ngay tâm hồn. 34 thì 34 34 thì 34 34 34 số gì đây số đã có mấy con số gì đây à số gì đây ba gì đây ba gì đây à ép dầu ép mỡ ai nở ép kim 30 nguyên à nguyên 30 nguyên 30 là còn 30 à còn 30 còn 30 còn 30 còn 30 còn 30 còn 30 còn số gì ra số gì ra số gì ra mới từ còn 39 39 còn 39 39 39 39 ba gì đây 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 cũng đã đã cảnh 37 không 37 số gì ra con mấy gì đây mấy gì đây xa lộ biên hòa xa lộ biên hòa xa thật là xa 23 ghé cờ hơn xin lô xin dừng chân. Dạ quý vị vui lòng khoan vờ và lấy vé trong trường hợp kinh sầu kinh chưa đủ số mà mình còn có vé dò lại. Kính thưa quý vị, dòng lại tiếp theo vẫn là 30.000 đồng cho một lá vé và sau khi dò số xong quý vị sẽ đến với chương trình đặc biệt nhất trong buổi tối đêm nay. Rồi, mà anh trai sẽ xịt kháng khuẩn nha. Bảy bảy chín đúng ký hiệu. Dòng lại bảy bảy chín đúng ký hiệu đúng dòng lại 23 dạ có 1 37 có 2 18 có 3 58 hợp lệ 58 hợp lệ quý vị quan tâm. Và chúng ta đến với chủ nhân thứ 2 23 có 1 37 dạ có 2 18 dạ có 3 58 Vâng ạ, cảm ơn hai em. Rồi để chị tặng cho mỗi em một cái ấm trà nha. Rồi chị cảm ơn em. Rồi cùng tặng luôn ạ. Và bây giờ hai người sẽ chia đôi tặng phẩm nha. Dạ rồi, dạ. Bây giờ mình chia đôi tặng phẩm á chị ha. Dạ là mỗi người sẽ nhận về giùm em đó là một phong bao lì xì 1.300.000 đồng. Đó là áp dụng theo giá vàng của công ty vàng bạc đá quý VNC trên hóa đơn tụi em mua vàng quý vị. Và rồi. Bây giờ hai người lại đây. Dạ, mỗi người hái qua một cái trái cây đi ạ. Hái đi. Dạ, hái đi, hái đi sẽ có thêm quà. Có thêm quà. Dạ, mình có thêm quà nha. Rất là nhiều quà. Đó. Bước ra luôn mà. Bước ra luôn nha. Bước một trái ra luôn đi ạ. Bước ra luôn. Rồi, giật ra luôn. Đó. Rồi anh ơi. Alo, anh khui đây giùm em. Anh giặt đi luôn. Một phiếu ăn ẩm thực 20k và của anh trai đó là một bộ ấm trà thưa quý vị. Đây tặng bộ ấm trà chị Phượng. Rồi chị gái, alo chị gái qua nhận giùm em phiếu ăn 20.000 này, lấy trái đó về luôn. Dạ lưu niệm cùng với Loto Hưng Nam. Dạ rồi thưa quý vị, dòng lại tiếp theo vẫn là 30.000 đồng cho một lá vé cho buổi tối đêm nay.
và có thương thì thương cho chó, có gọt thì gọt cho trơn, có tàu thì vào chơi án, đừng có đến sập kia sập kia. Tội nghiệp cho em thú vị nha. Và ngay bây giờ xin mời vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn và cùng bước về sân khấu để giao lưu và gặp với ca sĩ khách mời trong buổi tối đêm nay. Một tràng pháo tay thật lớn cho nam ca sĩ Quốc Đạt Tây. Vỗ tay lớn nữa à. Xin phép được chào đến tất cả các cô chú anh chị đến đây trong trò chuyện. Và để tiếp tục chương trình với chủ đề suy về bàn tay thì cũng đã xin gửi đến một sáng tác quen thuộc nghệ sĩ Thanh Sơn, Hành Trình Trên Đất Phù Sa. Và bài hát này cô đại sẽ trình diễn cùng vũ đoàn Rồng Việt. Xin mời cùng thưởng thức.